15 lời Phật dạy ý nghĩa và sâu sắc nhất về lời nói ứng xử hàng ngày. 1. Việc gấp, từ từ nói. 2. Việc nhỏ nói hài hước. 3. Việc chưa hiểu rõ, hãy nói một cách cẩn thận. 4. Việc chưa xảy ra, không nên nói linh tinh. 5. Việc chưa làm, đừng nói lung tung. 6. Không nên nói những chuyện làm tổn thương người khác. 7. Đối với những việc đau lòng, bạn không nên gặp ai cũng nói. 8. Những việc của người khác thì nên cẩn thận trong lời nói. 9. Việc của bản thân, lắng nghe người khác nói như thế nào. 10. Chuyện của con cái, cần nói rõ ràng. 11. Không nói những lời chán nản, thối chí. 12. Không nói những lời oán trách. 13. Không nói những lời tổn thương. 14. Không nói những lời khoe khoang.